Chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB. Hôm nay bên shop lại tiếp tục vui mừng thông báo đến cho anh em bên shop đang có một chương trình khuyến mại cực kỳ là hợp lý và rất chia là nhiều quà các bác nhé. Đấy, hôm nay em sẽ báo giá cho anh em tất cả những cái món ở đây, đồng giá cho các bác là 80k nhé. 80k, các bác không nghe nhầm đâu nhé, các bác chỉ cần bỏ ra 80k đồng giá các bác nhé. Các bác thích lấy món nào lấy nhé. Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em cái ti này nhá. Cái ti này là ti để anh em thay trong cái ruột nhá, ruột bơm đấy. Cái ti này có thể ví như là một cái trái tim của cây bơm đó nhé. Đấy, em đã chuẩn bị rất chi là nhiều ti để bán cho anh em giá rẻ nhé. Cái ti này là sim xanh các bác nhé. Sim xanh rất chi là xịn sò nhé. Đấy, cái sim xanh này thì em khẳng định các bác là trên thị trường con này đang đứng thứ một các bác nhé. Đấy, còn tinh những cái sim đen là cái sim rẻ tiền. Đấy, vì cái hàng này em nhập chính hãng công ty các bác nhé. Đấy, cái ti này đồng giá cho anh em 80.000 một cái nhé. 80.000, 80.000 một cái ti. Đồng hồ thì đồng hồ hơi áp cũng 80.000 nha. 80.000 một cái đồng hồ hơi hoặc 80.000 một cái đồng hồ áp thôi nhé. Đấy, còn cái van làm một chiều thì em cũng để cho bác đồng giá 80.000 nha. Đây, van làm một chiều đây anh em nhé. Van làm một chiều chân 8, chân 10 cũng đồng giá 80.000 cho anh em nhé. Đồng giá 80.000 van làm chân 8, chân 10. Ví dụ anh em nào chơi truyền thống thì mình lấy chân 10, anh em nào chơi Condo hoặc FX mình lấy chân 8 nhé. Đây, cái van làm này cũng chân 8, cũng 80.000 nhé. Đấy, ba món này đồng giá 80.000. Đấy, 80.000 đồng giá, các bác thích lấy cái nào lấy nhé. Đấy là quyền lựa chọn của anh em nhé. Còn khi các bác mua bơm, thì em sẽ tặng miễn phí các bác một cái ti hoặc một cái đồng hồ hoặc một cái van. Đấy, các bác mua bơm thì em sẽ tặng miễn phí nhé. Còn các bác nào mua lẻ thì 80.000 một cái, cứ thế mà diễn thôi nhé. Ti 80.000, đồng hồ 80.000, van làm một chiều 80.000, các bác mua bơm em sẽ tặng cho các bác miễn phí ba món này nhé. Đấy, các bác mua một cái, một trong bốn cái mẫu bơm này em tặng miễn phí các bác ba món này nhé. Đấy, các bác thích lấy món nào thì lấy. Đấy thì em chỉ tính tiền bơm, còn cái này em không tính tiền, đã bảo tặng là chỉ để cho các bác giá thì không thay đổi nhé khi các bác mua bơm. Đấy, đây đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em luôn về cái mẫu bơm Shinjongsi, mẫu bơm Shinjongsi đồng hồ to, lọc ẩm to nhé. Cái này chân là chân cánh én không gấp nhé, lọc ẩm to, bầu đầu bằng nhôm, thân nhôm là bằng inox 304, ruột bơm cũng bằng inox 304 các bác nhé. Đấy, ruột bơm là inox 304, thân bơm là inox 304 các bác nhé. Đấy, cái này thì em báo giá công khai cho anh em giá là 1.850.000 nhé, đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Anh em nào mua cây bơm này sẽ được tặng miễn phí ba món này các bác nhé. Đấy, tặng miễn phí ba món này trị giá 80.000 một món. Đấy, các bác thích lấy cái nào thì lấy nhá. Còn phụ kiện các bác mua theo bơm nó sẽ bao gồm một cái lọ dầu này, đấy, một túi dung sim, một cà lê đa năng các bác nhé. Đấy, còn chai nước này các bác nào thích lấy chai nước em cũng tặng cho bác chai nước. Đấy, hôm nay tặng cho các bác rất chia là nhiều nhằm chương trình tri ân khách hàng nhé. Suốt một thời gian dài vừa qua luôn luôn ủng hộ và đồng hành shop kia. Số điện thoại của shop bên kia các bác nhé, bác nào muốn mua thì gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop để nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác. Bên em bán cho các bác thì các bác luôn được quyền kiểm tra hàng, tiếp hàng trước khi nhận, lỗi đâu đổi đấy nhé. Quà là quà tặng miễn phí nhé. Bán lẻ thì những cái này 80.000 một cái nhé. Đây, tiếp theo lên cho các bác cái cây bơm thứ hai. Cây bơm thứ hai là đồng hồ to nhá. Mẫu này là đồng hồ to, lọc ẩm to rất chi là xịn sò. Đồng hồ dầu 50 RPA các bác nhé. Lọc ẩm to màu đen bản đặc biệt nhé. Đây, hiệu con báo chân gấp. Cái này thì bao cho các bác bơm nhanh bơm nhẹ nhé. Thân bơm làm bằng inox 308 nhá. Ở ruột bơm nó làm bằng cái chất liệu đặc biệt tản nhiệt rất chi là nhanh nhé. Khi các bác mua cây bơm này thì bán cho các bác giá 900.000 nhé. Mẫu bơm này đang hot nhất trên thị trường, đang làm mưa làm gió. Trong tầm giá 900.000 không có con bơm nào qua mặt được mẫu này các bác nhé. Đấy, đây là cây bơm bản đặc biệt nhé. Đấy, các bác nào mua cây bơm bản đặc biệt này cũng được tặng phí theo ba món này các bác nhé. Đấy, còn mặc định đi theo bơm là nó sẽ có những 1, 2, 3 cái món này mặc định theo bơm. Đây là quà tặng cho anh em ba món này, anh em thích lấy món nào thì lấy nhá. Đây, tiếp theo lên cho em cái cây bơm thứ hai nhá. Cây bơm thứ hai thì là cây bơm đồng hồ to, lọc ẩm bé nhá. Chân cũng chân gấp, xịn sò chưa? Quá là xịn sò đúng không? Cái này bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 300 cân, 300 cân quay đầu nhá, 250 đến 300 cân trên một nốt nhạc thôi rồi. Nhanh không cái mẫu bơm này nhanh bằng nhá. Cái con này bán cho bác giá 800.000 nhá, 800.000. Đã có cước vận chuyển đến tận nhà anh em 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc, anh kiểm tra hàng, kết hàng trước khi nhận nhá. Các bác nào chơi Condo FX truyền thống Benjamin Quy Ba Lỗ Quy Sói, anh em có thể lấy những cây bơm này dùng bền bỉ theo thời gian nhá. Các bác sẽ không phải hối hận khi bỏ tiền ra mua những cái mẫu bơm này. Các bác, em đảm bảo các bác mua rất chi là ưng ý luôn. Về dùng chỉ có ok con dê nhá. Đây, tiếp theo cái cây bơm thứ tư em giới thiệu đến các bác nhá. Cây bơm thứ tư là đồng hồ bé, lọc ẩm bé này. Chân là chân cánh én nhé, không gấp nhé. Đấy, con này thì
Anh em nào chơi truyền thống rất chi là tuyệt vời nhé. Bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 180 đến 220 nhé. Con này giá là 6 củ nhé, 600.000 đã có cước đến tận nhà cho anh em. Cũng tặng cho anh em miễn phí ba cái món này. Cái này sẽ theo bơm nhé. Cái này giá thị trường đang bán 80.000 đồng giá, tùy anh em chọn nhé. Ví dụ anh em nào muốn mua bơm, anh em gọi đến ba đầu số kia, các bác bảo em ơi bán cho em cây bơm 1.8 triệu này, em đưa các bác một lời mẫu này nhé. Các bác chỉ cần đọc giá tiền nhé, các bác đọc 900 là mẫu đặc biệt, 800 là mẫu nhỡ, 600 là mẫu bé đấy. Hôm qua thì anh em lấy quà nào thì cứ bảo em, các bác cứ mạnh dạn lên nhé. Đây là quyền lợi của anh em nhé. Đây là chương trình tặng quà của tháng này, tháng 10 nhỉ, tháng 10 là em đang tặng quà cho các bác nhé. Đấy, hết tháng 10 thì lại hết quà. Các bác nào muốn mua bơm thì cố gắng mua trong tháng này sẽ có quà nhé. Đấy, cái này quà này thì em đang bán 80.000 đồng giá, anh em nào mua bơm thì em tặng cho miễn phí luôn đấy, chi chơi lớn nha anh em nhé. Đấy, một cái video rất chi là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.